Mình bắt đầu học thôi các em. Câu số 1. Alkenic có công thức cấu tạo tên của X là. Thầy vẽ lại cho chúng ta dễ nhìn này. CH3 này. C này, C này, C này, C này, C này. Thế mình đánh số 1 2 3 4 5. Thầy giảng rất là chậm nhá, em chú ý nhá. Vậy thì anh này sẽ là có một nhóm này, nhóm metin. Anh này sẽ là 3 metin. 3 metin. Đúng chưa? Thế nếu mà đánh số này thì 3N là sai rồi. Thầy phải đánh số ngược lại. Làm sao cho nối đôi là 4, 5. Gần đầu mạch nhất. Đây phải là 3 metin. Gì nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Pen. Tờ. Mấy N? 2N. Đấy. 3 metin pen tờ 2N. Đáp án đúng mình đáp án C. Wow. 166 bạn đang theo dõi buổi live stream hôm nay. Các em nhanh tay share lại về tường và tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Lịch live stream chúng ta cố định là vào 21 giờ 15 phút hàng tuần vào tối thứ 6. Và các em, những bạn nào mà bị mất gốc hoặc yêu cơ thì hoàn toàn có thể đến cái cơ sở số 66 Trần Đại Nghĩa này. Thầy sẽ dạy lại, nói chuyện với thầy, trò chuyện với thầy, sẽ giúp đỡ cho em lấy lại từ đầu nha. Hello. Câu số 2 nào. Thầy sẽ đọc tên 3 bạn trả lời sớm nhất và nhanh nhất. Để yên thầy xem là những bạn nào trả lời sớm nhất và nhanh nhất cái buổi live stream ngày hôm nay của thầy nào. Thầy cực kỳ cổ vũ những cái bạn nào chăm chỉ học, ngoan ngoãn học. Nào, ba bạn đầu tiên trả lời đúng câu số 1. Phạm Thanh này. Sang câu số 2 nữa rồi. Mình sang câu số 2 nhá. Câu số 2 lúc này hỏi là số đồng phân C4H8. Số đồng phân C4H8. Thế thì cái phần này thì có một cái phần, đó là phần cycloalkan đã giảm tải rồi. Thực sự nó đã giảm tải rồi, nhưng mà khi mà hỏi C4H8 ấy, thì thầy vẫn cho đây để muốn nói với các em biết một điều là Trao Phạm Huyền, Hoàng Tấn B, người tàng hình B, Thanh Xuân D, Nguyễn Văn Hoàng D, nội bộ D, Nguyễn Hoàng. Ok, cảm ơn tất cả các em. Những bạn nào ở tỉnh khác thì có thể đăng ký học thầy qua khóa live nhá. À, mình có C4H8 này, số đồng phân này. Thế thì nó chia thành hai loại, một loại là alken, một loại là cycloalkan. Thì thằng cycloalkan này đã giảm tải rồi nhá. Giảm tải là không phải học, không phải thi. Được chưa? Em lưu ý nhá. Đã giảm tải là không phải học và không phải thi. Thế nhưng mà mình thì mình vẫn làm thử, bởi vì thầy biết rằng là ở trên lớp có rất nhiều thầy cô là vẫn bắt các em làm. Thế em chú ý thầy này, thầy chữa này. Nếu mà đồng phân alken nhá. Thì C4H8 này. 1, 2, 3, 4 nhá. Hoặc đôi đôi nằm đây một anh này. Anh số 2 này. Hoặc đôi đôi nằm giữa này. Đúng chưa? Và mình cần lưu ý một chút chút nữa. Mình cần lưu ý một chút chút nữa là anh này thì sẽ có đồng phân hình học nhé. Anh này có đồng phân hình học, đồng phân sheet và đồng phân ran đấy. Anh này sẽ có đồng phân hình học. Tiếp theo thằng số 3 đây đúng không? Đấy, thế là hết đồng phân alken. Suy ra C4H8 của thầy có 1, 2, 3 cộng 1 nữa là 4 đồng phân alken. Và lưu ý là kể cả hình học cycloalkan này, cycloalkan này có vòng 4 cạnh này, vòng 3 cạnh này, cộng thêm 2 nữa, 2 đồng phân nữa. Vậy là mình có 4 cộng 2 bằng 6. Mà chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án C. Thầy thấy Trần Cẩm Nhung C này, Tô Cẩm Nhi C này, Phạm Nhàn C này. Rồi, ok, rất tốt. Lục Trung Đức. Rồi, mình sang câu tiếp theo, câu số 3. C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 188 bạn đang theo dõi video live stream thầy, gần lên 200 rồi. Các em giúp thầy share lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream này nhá. Càng share càng nhiều thì thầy càng giúp được nhiều các em. Các em lưu lại cho phần này lại nhá. Với lại lưu lại những cái gì mà thầy phân tích. Sang câu số 3. Nào, thầy sẽ đọc tên những bạn nào comment đầu tiên. Hồng Hạnh 3B, Lục Trung Đức 3C. Bạn Nguyễn Văn Hoàng 3B, Hoàng Nam 3B, Ly Lan Anh 3B, Trần Văn Anh 3B, Hoàng Tấn B, người tàng hình B. Mà khá nhiều bạn chọn B. Rồi mình thử nhá. Xem câu số 3 đáp án nào. Em cùng chú ý này, nhìn được kỹ để chữa này. C5H10, đây là hỏi đợt mạch hở rồi, vì vậy hỏi alken rồi. Đồng phân cấu tạo là bỏ đi đồng phân hình học nhá. Bây giờ chỉ hỏi là C5 bao nhiêu alken và không có đồng phân hình học. Thế thì mạch C5 này. Mạch C5. Hoặc đôi làm đây đúng không? Hoặc đôi làm đây đúng không? Hết rồi. Không xét hình học nhá. Mạch C4 này. Nối đôi nằm đây hay nối đôi nằm đây là giống nhau thì ghi một cái thôi.
Tiếp tục. Đây nữa đúng không? Tiếp tục. Còn thằng chui xuống tít tận cùng nữa. Hết. Được chưa? Chào Angela Tinh Tinh. Hello. Mạch C3. Thêm một nốt đôi không em? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây đều không được. Vậy thì cho 1, 2, 3, 4, 5. 5 đồng phân cấu tạo mà mạch thở. Đấy, đáp án đúng của mình là đáp án B. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án B. Các em comment thật nhiều nhé. Thật nhiều, thật nhanh vào, comment vào. Để cho thầy biết rằng là các em làm sai đâu. Và thầy sẽ cố gắng đọc thật nhiều, thật nhiều tên những cái bạn nào mà trả lời đúng nhanh nhất. À, đấy các em lưu lại nhá. Xin đáp án 10 mạch thở, chúng ta có 5 đồng phân cấu tạo. Đấy, các em lưu lại, ghi lại để mà hôm nào học thì mình còn có tài liệu mà học nhá. Mình sang câu số 4 này. Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân alken? Có bao nhiêu đồng phân alken? Có bao nhiêu đồng phân alken? Alken, alken thì lúc này sẽ cả anh học. Hello. Nào. Đồng phân alken. Alken thì lúc này lại xét cả cấu tạo và cả hình học. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam đúng không? Đấy, rất là khổ. Vậy là xét đồng phân cấu tạo rồi. 1 2 3 4 5 nhưng bạn đã tốn 5 và chết. Bây giờ mình đi xét hình học. Anh này không hình học. Anh này có hình học. Đúng chưa? Anh này không có hình học. Anh này không có hình học. Anh này không có hình học. Vậy là 5 cộng 1 bằng 6. Nha, bạn nào mà không biết cách tìm đồng phân hình học thì inbox cho fanpage nhá. Inbox cho fanpage rồi thầy sẽ hướng dẫn tận tình cho các em. Tiếp tục nào, câu số 5. C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Câu hỏi này nó còn kinh khủng hơn. À, đồng phân cấu tạo. Vậy là xét alken và cyclo alkan. Nhưng thầy nghĩ là câu này nó khá khó hơn rồi. Nên là thầy nghĩ là câu 5 này thì bỏ. Không làm nữa bởi vì nó không thi đâu. Đúng chưa? Mình tiết kiệm thời gian. Nha, mình tiết kiệm thời gian, mình sang câu số 6 đi. Câu này giảm tải rồi nên bỏ. Nha, câu số 6. Những chất nào là đồng phân của nhau? Đấy, mình làm câu số 6 này luôn. Đấy, các em comment thật nhanh đáp án lại đây nhé. Các em comment thật nhanh đáp án câu số 6. Thầy vẫn chưa nhìn thấy bạn nào comment này. Thầy vẫn chưa nhìn thấy bạn nào comment tại đây này. Ok. Hello. Không biết cách tìm đồng phân hình học. Những bạn nào không biết cách tìm đồng phân hình học này, hay là không biết cách tìm đồng phân nói chung, thì em hoàn toàn có thể inbox cho fanpage của thầy. Thì fanpage của thầy sẽ trợ giúp các em hết sức có thể để giúp đỡ cho bọn em có thể làm được nhá. Fanpage của thầy đấy hiện tại đang tải cực kỳ nhiều tài liệu cho các em. Đặng Phương Anh. Câu số 6 này. Câu số 6 bây giờ không biết là đáp án gì bây giờ nhỉ. Câu số 6 các em. Không hiểu á? Không hiểu thì inbox cho fanpage nhé. Fanpage sẽ hướng dẫn cho em cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ đến mức mà em hiểu đến hiểu tận tình thì thôi. Là mình có câu số 6. Wow, Thành Hưng, Lê Nguyễn Hữu Hiền, Đỗ Quyên, Nguyễn Thùy Dương, Trần Cẩm Nhung. Nào mình có câu số 6 nhé. 20 tin bút 1N này. Bút 1N. Anh này nằm đầu này. 20 tin này, bút 1N này. 3,3 đen số 1. 3,3 dimethyl bút 1N. Bút 1N này. 3,3 này. Anh này anh số 2. 3 metin pen tờ 1N. Pen 5. 1N này. 3 metin này. Pen rồi, đây anh chất số 3. Hiện tại cho đến bây giờ là 3 thằng này chưa thấy thằng nào. Đúng không? Từ từ đã, cứ bình tĩnh. C3. 3 metin pen tờ 2N. Pen tờ này. 2N này. 3 metin. 4. Chúng ta lưu ý, đồng phân là các hợp chất có cùng công thức phân tử và khác
công thức cấu tạo, đúng không? Anh này sẽ là C 1, 2, 3, 4, 5 C5H10 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12 Vậy mình có 2, 3, 4 là đồng phân của nhau. Đáp án đúng mình đáp án D. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Chào Riz Poster. Em muốn đăng ký khóa học khóa học khóa live của thầy thì inbox cho fanpage nhé. Ra Tết thầy sẽ mở một cái khóa live, khóa dạy live cho chương trình lớp 11, được chưa? Các em cứ inbox cho fanpage để đặt chỗ từ trước nhé. Dự kiến là khoảng độ tầm mùng 10 tháng mùng 10 âm lịch là thầy sẽ mở cái khóa live stream này, dạy live lại từ đầu, mất gốc từ đầu. Và hơn nữa thì những bạn nào ở Hà Nội thì hoàn toàn mà bị mất gốc hóa hữu cơ và muốn học lại từ đầu thì hoàn toàn có thể đến gặp thầy ở hai cơ sở là 66 Trần Đại Nghĩa và cũng như là 30 Phạm Văn Đồng. Thì các em cứ inbox cho fanpage, những bạn nào Hà Nội muốn đăng ký học offline thì cứ inbox cho fanpage, thầy sẽ giúp đỡ các em nhiệt tình. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 7, hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? Đấy thì vừa nãy có một bạn, bạn ấy bảo là bạn ấy đang không biết là thằng nào có đồng phân hình học hay không đấy. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em nhé. Nhìn này, hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? 20-tin bút 2N này. Bút 2N, 20-tin mình thấy nhá. Mình lưu ý này, điều kiện để có đồng phân hình học đây là thằng A, điều kiện là thằng A phải khác thằng B và thằng C phải khác thằng D. Các em lưu lại nhá. Vậy ở đây mình có này, thằng này giống nhau chưa? Không thể. Ok, hai clo bút 1N nhé. Bút 1N này, hai clo này. Thế anh này thì coi như hai H đây gì? Giống nhau không? Vậy lại vứt tiếp. Để cho các em tiếp tục nhé. 2,3D clo bút 2N, 2,3D clo bút 2N, bút 2N này, 2,3D clo này, CL này, CL này. Mình nhìn này, CL khác C, C khác CL, được chưa? Thỏa mãn chưa? A khác B, C khác D. Vậy anh này có đồng phân hình học. Đấy, thì giảng cực kỳ chậm cho các em. Wow, thì thấy rất nhiều bạn comment nhá. Rất nhiều bạn comment đúng này. Bạn Đặng Phương Anh này, bạn Hoàng Tấn này, bạn Nguyễn Ngọc Phương Trâm, bạn Thành Hưng, bạn Phong, bạn Đạt Đạt, bạn Hoàng Tấn, bạn Nguyễn Phương Đông, bạn Ánh Nguyệt Trịnh Đinh, đều là tất cả những bạn comment đầu tiên. Và rất chính xác cái câu này của thầy ngày hôm nay. Mình sang tiếp tục nhá. Câu số 8, các em comment nhiều mà. Comment càng nhanh thì càng được thầy gọi tên, đúng chưa? Gọi tên em trong đêm. Câu số 8, tương tự như vậy, những chất nào sau đây có đồng phân hình học? Thế ở đây nhá, mình có này. Anh này, hai nhi đô giống nhau này, loại này. Anh này này. Thầy vẽ cái anh số 2 cho các em nhìn nhá. Anh số 2 này. C này, C này. Nối đôi này, C này. CL này. Đầu này có H này. Đầu này có H này, đúng không? Anh H này khác anh C này. Anh H này khác anh CL này. Vậy được, anh số 2 có. Và anh số 1 không có thì loại. 1. Có 2, thằng này không có 2, loại tiếp. Rồi mình nhìn tinh sang anh số 3 xem có không nhá. Thầy vẽ anh số 3 này. C này, C này. H này, nối đôi C này. C này, C này. Anh này giống nhau chưa? Vậy loại. Vậy anh số 3 không có. Vậy thằng nào có 3 loại tiếp. Vậy đáp án đúng mình đáp án B. Rất nhanh rồi kìa. Thầy viết ra giấy rồi mà em. Ok, rồi thầy sẽ cố gắng viết ra giấy và viết chậm chậm cho các em nhìn rõ hơn nhá. Câu 8 này, Đạt Đạt comment đầu tiên đúng này. Ánh Nguyệt Đinh đúng này. Ly Lan Anh đúng, Phạm Đạt đúng, Phong đúng, Trịnh Đình Đức đúng này. Ok, Nguyễn Thị Dương ơi, bây giờ thầy sẽ viết ra giấy. Chào Hoàng Tấn. Hoàng Tấn đúng này. Nguyễn Văn Hoàng đúng này. Thầy bây giờ thầy giảng chậm chậm này rồi. Hello, tiếp tục nhá. Sang câu số 9. Bây giờ thầy lại chậm tiếp câu số 9 này. Các em, những bạn nào vào sau thì xe lại về tường nhá, để tránh bị trôi. Những bạn nào vào theo dõi sau thì xe lại về tường tránh bị trôi. Xong tác các bạn các em vào trong video livestream để giúp thầy. Đấy, thầy có 85 câu trong đề này. Mình có câu số 9 à. Em yếu đồng phân hình học, thích inbox ngay cho thầy nhá. Ừ ok, nghĩa lê, thầy sẽ giảng chậm lại. Câu số 9, những chất có đồng phân hình học này. Thế đây giờ thì cho các em một cái mẹo. Có một cái mẹo. Mẹo siêu khủng. Nốt lại nhé. Các hydrocarbon mà nối đôi ở đầu mạch
thì không có đồng phân hình học. Lưu lại đi. Kinh điển đấy. Cực kỳ kinh điển đấy. Do thầy tự nghĩ ra đấy. Không lưu lại hơi phí. Chín nào. Anh này đầu mạch vứt. Vứt. Anh này đầu mạch vứt. Nhưng anh này giữa mạch này. Anh này có này. Thầy vẽ cho em nhìn nhé. Anh này đánh số là anh số 1, anh số 2. Thầy vẽ anh số 2 em nhìn nhé. Nối đôi C gạch C. Nối đôi C gạch C gạch C. Thằng này vứt rồi đầu mạch. Nhưng thằng này có hấp này. Thằng này có hấp này. Cụm này khác cụm này. Cụm này khác cụm này. Thấy chưa? Vậy có phần học thằng 2 có. Thằng 3 này. Thầy vẽ thằng 3 các em nhìn nhé. C này. C này. C này. Nối đôi C này. C này. H này. Hai này giống nhau chưa? Bởi vì nó giống nhau nên thằng 3 không có. Đầu mạch vứt. Đầu mạch vứt. Đây số 4 đúng không? Anh số 5 này. Anh số 5 có này. Nó để vẽ này. Em phải làm nhiều thì em sẽ nhận ra. Nhá. Anh số 5 này. C này. C này. C này. Nối đôi C này. C này. C này. Dưới này có H này. Dưới này có H này. Cho đủ giá trị mà. Thằng này khác thằng này. Thằng này khác thằng này. Vậy thằng 5 có. Được chưa? Tiếp tục nhé. Thì chữ rất là chậm đấy. Các em chú ý. Anh số 6 này. C này. C này. C nối đôi này. C này. H này. C này. C. Hai này giống nhau chưa? Vứt anh số 6. Anh số 7 này. Tương tự nhé. Anh số 7 có. Anh số 8 có. Nhá. Các em vẽ ra là nhìn thấy mà. Vậy vì có là 1, 2, 3, 4. 4 anh có. Đáp án đúng đáp án. Được chưa? À, chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án đa đạt. Ui. Trịnh Đình Đức, Hoàng Tuấn, Ly Lan Anh, Kim Thi, Ti Ti, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Ngọc Phương Trâm, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Đạt, Đạt Đạt, Trần Cẩm Nhung, Lục Trung Đức. Ok, mình sang câu số 10 nè. Câu số 10 này. Áp dụng. À, nhưng mà nó không phải hydrocarbon Thúy Bùi ạ. Thằng này là liên kết đôi đầu mạch nhưng nó không phải hydrocarbon. Em chú ý cái chú ý của thầy là nó phải là hydrocarbon nhá. Thầy có file PDF nghĩa lê nhá. Em có thể inbox cho fanpage để ngay trực tiếp lấy lại cái link này. Các em hãy comment đáp án câu 10 đi. Thầy chưa nhìn thấy mấy bạn comment đáp án câu 10 đâu. Hello. Thầy đang chờ đợi những cái bạn mà comment đáp án câu 10 đầu tiên à. Đáp án câu số 10. Chúng ta đang chờ đợi những cái đáp án đầu tiên của câu số 10. Hello. Câu số 10. Ly Lan Anh D, Hoàng Tấn D, Phong D, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên, Hoàng Tấn, Đại Phạm. Thầy có lưu like lại và thầy sẽ up lại like trên channel YouTube của thầy. Hồ Kim Anh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Văn Hoàn. Wow, khá nhiều bạn. Markovnikov thì không thể ứng dụng với Anken đối xứng. Trùng hợp không? Mà phải chỉ áp dụng vào Anken bất đối xứng. D. Chính xác. Xong câu số 10. Sang tiếp câu số 11. Phần tính chất hóa học. Đây, bây giờ thầy sẽ viết phương trình cho chúng ta nhìn đúng không? Thế thì trước khi vào phần tính chất hóa học ấy, thì thầy sẽ nói cho các em này. Là thứ nhất là anh anken ấy thì nó sẽ có cộng hx, cộng hx thì x sẽ được ưu tiên vào anh carbon chứa nối đôi, chứa nối đôi và có bậc cao hơn. Đấy, các em nốt lại nha. Phần lý thuyết thầy sẽ dạy full trong khóa livestream. Sau Tết thầy sẽ bắt đầu dạy khóa livestream cho lớp 11. Đấy, với chương trình lớp 11. Dạy full live luôn. Đấy, các em chú ý inbox cho thầy để chuẩn bị mà đăng ký học nhá. Câu số 11. Những bạn nào mà ở Hà Nội thì hoàn toàn có thể đến hai cơ sở
Phạm Văn Đồng cũng như là cơ sở ở Trần Đại Nghĩa. Thầy có hai cái cơ sở là 66 Trần Đại Nghĩa này. Để gặp thầy, thầy sẽ tư vấn trực tiếp cho các em về hóa. Và 30 Phạm Văn Đồng. 30 Phạm Văn Đồng. Đến đây gặp thầy. Thầy sẽ giúp các em học giỏi hóa. Để giỏi hóa. Mình bắt đầu học tiếp nhé. Nguyễn Văn Hoàn, Ly Lan Anh, Nguyễn Tiến, Đỗ Quyên, Phạm Đạt, Hồ Kim Oanh, Lục Trung Đức. Những cái tên rất là quen thuộc. Những cái tên cực kỳ quen thuộc luôn. Bút 1N. Đây, thầy vẽ cho các em nhìn. Bút 1N. Các em nhìn kỹ nhé. Thầy sẽ vẽ đến hiểu bản chất cho các em. Anh này cộng với lại HBR. Thì này, nối đôi đứt ra. Thì này chia hai vạch lên đầu. Một đầu cắm H, một đầu cắm BR. Được chưa? Hỏi là sản phẩm chính. Thế là có hai anh carbon bên cạnh nhá. Đúng chưa? Thì nó ăn vào anh carbon nào có bậc cao hơn. Anh này bậc 1, anh này bậc 2. Vậy brom sẽ vào anh bậc này. Anh H sẽ vào anh bậc còn lại để tạo thành BR. H. Vậy là cứ BR đầu mạch loại. 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 Và đáp án đúng ta bằng C. Ok chứ? Rất dễ đúng không em? Tiếp tục nha. Câu số 12. Câu số 12 nào. Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? Chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất thì khó phết. Chào Trường Duy. Em cũng muốn như ở Sài Gòn thì hè có thể ra. Các em kết bạn với thầy nhá. Thầy không biết làm sao. AnkaDN không bị giảm tải đâu em. AnkaDN là không bị giảm tải đâu. AnkaDN không bị giảm tải đâu. 12 nào. Hoàng Tấn A, Tiến Lộc, Minh Quang. Nào thầy có nhé, câu 12 để chữa này. Chỉ một sản phẩm hữu cơ duy nhất thì mình vẽ hết ra. C4H8 Anken. Đây. Anh này thì tạo thành hai sản phẩm. H vào đây, clo vào đây, hoặc là clo vào đây, H vào đây. Vậy loại chưa? Loại. Anh này thì cộng HCl. Thì anh clo cắm đây hay anh clo cắm đây thì như nhau. Một sản phẩm, một chất. Tiếp tục. Anh mạch 3 nối đôi ở đây thì vào cũng có hai sản phẩm, H vào đây, CL vào đây, hoặc là CL vào đây thì H vào đây. Vậy cũng hai sản phẩm loại tiếp. Vậy thì chỉ có một thôi. Đáp án đúng là B. Dễ không em? Dễ rồi. Vấn đề là tập trung và nghe thầy giảng thôi. Nó rất dễ, nó cực kỳ dễ luôn. Nào từ từ. Sang câu 13 nào. Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? Úi dồi ôi, câu này mệt phết, đúng không? Chúng ta quan sát A C4H8 lại còn đồng phân hình học nữa đúng không? Đề bài hỏi đồng phân. Ok. Cảm ơn Hoàng Tấn. Đúng rồi. Thế nên mà chết cả đồng phân hình học thì mình có 2 nhá. 222. Sorry Hoàng Tấn, đúng rồi. Chính xác đáp án A. Xin lỗi các em. Câu 13, bởi vì mình sẽ cả đồng phân học. Hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với nước thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? Thế bây giờ thầy dạy các em một chiêu này. Bây giờ thầy dạy các em một chiêu này. Nha. Anken mà đối xứng thì cộng thì luôn tạo thành một sản phẩm. Anken mà bất đối xứng cộng HX thì luôn tạo thành hai sản phẩm. Đấy, lại lưu cái chiêu này lại. Tuyệt chiêu kinh điển thì mình dạy để mình nhậm nhanh. Cái gì cũng có tuyệt chiêu hết. Được chưa? C4H8 bây giờ vẽ ép hết đồng phân này. Đây. Đây.
Và đây. Anh này không chụp đối xứng này. Vậy là anh kém mất đối xứng này. Đề bài cho cộng H2O là HOH này. HX đây rồi. Kiểu dạng HX. Vậy anh này tạo thành hai sản phẩm. Anh này đối xứng này. Một sản phẩm. Anh này bất đối xứng này. Hai sản phẩm. Nhầm luôn. 2 cộng 1 cộng 2 bằng 5. Đáp án đúng đáp án D. Đấy, thầy thấy có nhiều bạn làm đúng phát đúng lắm, nhưng mà không, liệu không biết có nhanh bằng chiều thầy không. Các em mà áp cái chiều thầy vào là cực kỳ kinh. À, Nguyễn Văn Hoàn, Đoàn Đức Hiếu, Nguyễn Phương Đông, Trịnh Đình Đức Anh, Nguyễn Ngọc Phương Trâm, Nguyễn Phương Đông, Hoàng Tấn Đức Đặng, Ly Lan Anh, Lục Trung Đức. Đấy, bất đối xứng. Bất đối xứng là đây là bất đối xứng là nó không có trục đối xứng. Đối xứng là có trục đối xứng. Nha các em nhé. Lưu ý nhé, hướng thành nhé. Nào, mình tiếp. Sang câu 14. Đấy, thầy nhờ tất cả các em đang theo dõi livestream này, nếu mà có bạn nào ở Hà Nội thì có thể bảo nhắn nhủ các bạn ấy rằng là nếu mà bạn học kém môn hóa hữu cơ thì hoàn toàn có thể đến hai cái cơ sở của thầy Minh để thầy Minh có thể giúp đỡ cho các em. Mình tiếp tục nhá, để tránh mất thời gian. Mình sang câu tiếp theo, câu số 14. Có bao nhiêu anken ở thể khí? Mà vậy là cũng tương tự như vậy, là bao nhiêu anken thể khí tác dụng HCl này chỉ cho được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy nó phải là gì nhỉ? Anken đối xứng. Đề bài bảo anken là thể khí, vậy là từ C2 đến C4. Vậy có nghĩa câu hỏi là từ C2 đến C4 có bao nhiêu anken đối xứng. Thế C4 mình có mấy đấy? 1. C3 này không có thằng nào đối xứng. Vớt C2 này đối xứng. Vậy mình có 1, 2 anken ở thể khí. Nó là HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Được chưa các em? 14A, Ly Lan Anh, Nguyễn Văn Hoàn. Đúng rồi đấy. Chính xác. Ở đây là bao nhiêu anken, nhưng người ta không nói là hình học hay không. Và anh này còn có một anh đình học nữa, nên đáp án của mình phải là 2 cộng 1 là 3 các em ạ. Đấy, rất nhiều bạn bị lừa, bị thầy cho ăn cú lừa. Chú ý phải xét hình học nhé. Anh C4 là hình học này. Câu tiếp tục. Câu 15. Câu 15. Nào. Câu tiếp tục câu 15. Hydrat hóa anken chỉ tạo thành 2 ancol là rượu. Anken đó là. Thế là có nghĩa là với cái câu 15 này này là đề bài cho ta là hydrat hóa anken, 2 anken mà cộng với lại nước là HOH để tạo thành 2 ancol. 2 anken mà tạo thành 2 ancol thế mới đau đầu chứ. Đúng không? Ta xem nhá. Ví dụ IA này, 2-metin propen đối xứng. Anh này tạo thành 2 sản phẩm rồi. Bút 1M lại tạo thành 2 nữa. Mà đây chỉ cho 2, đây tổng cộng 4 rồi. Loại A. Tương tự B, propen thì tạo thành 2. Bút 2M thì tạo thành 1. Loại B tiếp. C nào, eten tạo 1, bút 2N tạo 1. Thỏa mãn chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án C, chính xác. Rất nhiều bạn comment đúng. Học hữu cơ mà vô cơ không biết gì thì học thầy từ lúc đấy rồi là dần dần rồi mình cứ học hữu cơ đã em ạ. Sau đó rồi thầy sẽ giúp các em lấy lại vô cơ sau. Câu 15, Hoàng Tấn đúng, Ly Lan Anh đúng, Nguyễn Ngọc Phương Trâm đúng, Trịnh Đình Đức đúng, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên đúng, Nguyễn Phương Đông. Hello, chào em. Chào Hồ Kim Oanh. Monoclo hóa là phản ứng thế một nguyên tử clo em nhá. À, thầy trả lời cho bạn Nguyễn Tú. Câu 16. Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây. Nào, câu 16. Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây. Nào. Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây. Đâu rồi? Anken thích hợp này, mình thầy vẽ cái thằng ancol ra cho em nhìn nhá. C C C này. C C này. C này, C này. OH. Thế thì bài tin pen là 2N xem nhá.
Penta này, Biotin này. Anh này được đúng không? Anh này được. Penta 2N được. Không có Biotin Penta 3N. Biotin mé này gì? Không được, không gọi được. Biotin Penta 1N này không điều chế được. Vậy đáp án đúng mình đáp án A, 16A. Rất tốt. À, rất nhiều bạn comment suốt từ nãy đến giờ comment rất đúng nhá. Hoàng Tấn này, Ly Lan Anh này, Hoàng Tấn, những cái tên rất là quen thuộc với thầy. Có thể còn lại 100 bạn còn lại đâu nhỉ? Trịnh Đình Đức này, Nguyễn Phương Đông này, Nguyễn Thùy Dương này, Hoàng Tấn. Hôm nay thầy livestream về ăn Ken, những bạn nào mà chưa kịp học thì những bạn ấy có thể xem lại về tường nhá, để mà dần dần mình học được những cái câu này, những câu mà các em sẽ gặp rất rất nhiều luôn ở trên trường như ở trên lớp. Đấy, thầy đang thực hiện buổi, đây là buổi live về ăn Ken số 1. À, buổi sau mình live tiếp về ăn Ken tiếp, đúng không? Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 17. Câu số 17 như là hydrat hóa hỗn hợp hai anken để thu được han côn thì vừa nãy mình làm rồi ấy nhỉ. Đúng không? À, anh này là thu được 1 này, anh này thu được 2 loại này. 3 rồi. Anh thu được 1, anh này thu được 1 được này. Anh này thu được 1, anh này thu được 2 đúng không? Vậy đáp án đúng mình đáp án B. Làm nhanh nhanh chút. Câu số 18. Câu số 18 thì chữ rất chậm cho các em chú ý đấy nhỉ. Hoàng Tấn, tốt, Hoàng Đức Hiếu, Lục Trung Đức, Kai Akuma, Ly Lan Anh. Câu số 18 là các em. Số cặp đồng phân cấu tạo. Số cặp đồng phân, bạn Ly Lan Anh hoạt động rất là tốt nhé. Em học tới Ancan. Thế thì vô viêm lưu lại về tường đi, xong rồi hôm nào học sang Ancan rồi mình học tiếp. Hướng thành. Sai đi ạ. Nào mình có này, câu 18. Số cặp đồng phân cấu tạo Ancan ở thể khí thỏa mãn điều kiện hydrat hóa tạo thành hỗn hợp ba ancol, ba ancol. Thế thì anken thể khí là có anh này và anh này này. Đây là những anken ở thể khí, đúng chưa? 1, 2, 3, 4. Ơ, câu 17 thấy sai á. Hydrat hóa mà. Chỉ thu được ancol mà. Câu 17 B mà em. Câu D có 2 thôi. Nguyễn Văn Hoàng. Ừ, được rồi, đến thầy nhìn nhá, câu D nhá. Ý D này, C, C. Anh này có cắm OH vào đây, hoặc cắm OH vào đây. Tương tự anh này có cắm OH vào đây, hoặc cắm OH vào đây. À đúng, ý D cũng được. Thế thì, nếu vậy thế thì đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án E. Sorry các em. Đáp án E, B và D. Chắc chỗ này thì gõ nhầm. Thank you Hoàng. Nhá, đáp án E, B và D các em nhá. Ok, thầy vừa nhìn rồi. Đúng, đáp án E, B và D. Tiếp tục nhá, mình sang câu số 18. Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí thỏa mãn điều kiện hydrat hóa tạo thành hỗn hợp gồm 3 ancol. Thế vậy này, để mà hai anken mà nó tạo được thành 3 ancol ấy thì điều này tương ứng là một anken là phải sinh ra 2 ancol. Và một anken còn lại phải tạo ra một ancol. Điều này dẫn đến một điều, một anken tạo thành hai ancol tương đương với anken này bất đối xứng. Một anken còn lại tương đương với anken này đối xứng. Và trong này mình có hai anken nào đối xứng là anh 1 và anh 3. Anh này đối xứng này, anh này đối xứng này. Hai anh còn lại, anh 2 và anh 4 là bất đối xứng. Bất đối xứng. Vậy thì có các cặp sau này. 1, 2, 1, 4. Đúng chưa? 3, 2, 3, 4. Vậy thì chỉ có 4 cặp thôi. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Vậy là thầy chỉ có 4 cặp thôi. Nha, cái câu 19 này trùng. Vứt.
có 20. Giảm tải không thi nhá vô viên nhé. Câu 20. C36 hợp chất X. Tác dụng HBR. Thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Propan không được, propan không được, isopropan không. Đáp án đúng là cyclopropan. Câu 21. 21. Hai chất XY mạch hở được áp dụng nước brom. XY là. Chú ý mạch hở thì không thể là cyclo được. Được chưa? Hai ăn can thì không bao giờ tác dụng đến nước brom. C36 và C4H8. Hai ăn can đồng đẳng của nhau là hợp lý nhất. Đúng chưa? Đáp án gì? Tiếp tục nào các em. Ui nhiều bạn chắc đi ngủ rồi. Đúng không? Hay khó quá. Câu 22. Câu 22 nè. Câu 22. Ô hôm nay các bạn bình luận hơi bị ít nhá. Chắc là do đề khó à? Do đề khó hay sao mà các bạn bình luận ít vậy? Các em nhanh tay xe lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này của thầy nhá. Để mà em cũng có thể học giỏi hóa hơn. Đâu hết rồi. Khó quá đúng không? Rồi. Mai thì sẽ kiếm cái đề dễ dễ hơn. Mình có tiếp nè. Câu 22. Hai ống nghiệm mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom có nước màu vàng nhạt. Hai ống nghiệm. Đấy. Chứa nước màu brom màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất hexan. Ống thứ hai hex1n. Sau để yên hai ống nghiệm trong vài phút, hiện tượng quan sát được tách lớp không. Vàng nhạt vẫn không đổi ống nghiệm thứ nhất. Ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu. ABC đều đúng. Tách lớp là đúng rồi. Vàng nhạt không đổi ống nghiệm thứ nhất đúng. Ống nghiệm thứ hai hai lớp chất lỏng đều không màu. Đáp án đúng đáp án C. Khó nhìn á. Rồi. Tiếp tục nha. Hello. Ừ. Câu 23. Trùng hợp eten. Sản phẩm thu được có cấu tạo là. Bây giờ mình mang cái thằng eten đi trùng hợp đấy. Eten trùng hợp thế nào nhỉ? Đây. Eten trùng hợp này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này. Để vẽ cho các em nhìn nhá. H trên này, H dưới này, H trên này, H dưới này, bung ra này. Vẫn H trên. Vẫn H dưới. Nhưng nó bị bung ra này. N là. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án B. Thấy chưa? Wow. Phong đúng, Ngọc Nhật đúng, Hoàng Tấn đúng, Lục Trưng Đức đúng, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên đúng. Các em tích cực comment đáp án nhé. Thầy nghĩ là những bạn mà còn lại này là những bạn học cực kỳ giỏi này. Nhớ xe lại về tường này, xong rồi tích cực comment đáp án vào chỗ thầy. Nguyễn Thị Dương ok, tốt. Duy Hưng tốt. Mình sang câu 24 nhá. Điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm. Khó nhìn á. Nghe căng luôn mà. Câu 24. Điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm từ CH5OH này, thường lẫn oxit này, chất nào làm sạch ethylene? Làm sạch thì là phải thỏa mãn là không tác dụng ethylene này, nhưng mà lại tác dụng với SO2 CO2. Brom tác dụng với ethylene vứt. Đúng chưa? Hấp thụ được SO2 CO2 thì là NaOH dư là hấp thụ được. Na2CO3 thì nó lại không được, bởi vì SO2 vào lại đẩy CO2 bay đi. K-NO4 này ăn cả CH4, phải đáp án đúng mình đáp án B. Rất tốt Hoàng Tấn, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên, Nguyễn Long Hoàn, Trịnh Đức, Nguyễn Thủ Dương, Lý Lan Anh, rất tốt. Wow, 69. 25. 25 nào. Sản phẩm chính của sự dehydrat hóa 20-tin butanion là chất nào? Dehydrat hóa là tách nước. Tách nước nhé. 20-tin butanion. Butanion đây. Anh này tách nước thì tạo thành hoặc đây. Và sản phẩm chính này ở dưới. Đánh số 1, 2, 3. 30 tin bút 2 C. Đâu thầy dùng bản HD mà. Tiếp tục nhá. Sang câu 26.
Các em gặp khó khăn thắc mắc nào hoàn toàn inbox cho fanpage của thầy sẽ được nhận được giải đáp nhanh nhất nhá. Câu 26. Hợp chất 2-metin-but-2-en là sản phẩm chính sản phẩm tách từ chất nào sau đây? 2-metin-but-2-en. 2-metin-but-2-en đây. Sản phẩm chính từ việc tách thằng nào sau đây? Thế giờ nhá. Xem nào. Anh này tách, nhưng mà nếu mà muốn là sản phẩm chính thì là cái nhóm OH nó phải cắm vào đây này. Thế đẹp nhất thì phải là 3-metin-butan-2-ôn C. Câu 27. 27. Oxy hóa ethylene bằng dịch cam ở N4. Chắc là mạng kém thôi, chứ còn của thầy vẫn nét căng các em ạ. 27. Oxy hóa ethylene bằng dung dịch cam N4 thì thu sản phẩm là. Thế thì ethylene đây, C2H4 này cộng với lại KMNO4 này cộng với lại H2O này để tạo thành này C2H4OH 2 lần này cộng với lại KOH cộng với lại MNO2 K2CO3 vứt, K2CO3 vứt, xem 5 hoát vứt, đáp án đúng đáp án A các em ạ. Phải là đáp án A, 27A, tốt. Lý Lan Anh này, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Thị Thanh Huyền, Hoàng Tấn, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên. Rất tốt các em. Sang câu 27. Ui, câu 27 cực hay luôn, 27 dưới cực hay luôn. 27 dưới cực kỳ hay luôn đấy. Thầy lai muộn quá, các bạn ngủ rồi, cảm ơn em. Thế thì những bạn nào mà ngủ rồi thì em cứ cố gắng xem lại về tường. Xong rồi... để sáng mai các bạn ngủ dậy các bạn có thể theo dõi được thầy nhá. Thầy sẽ cố gắng vào những buổi sau để live stream sớm hơn. Ok. Câu 27. Thầy à rồi tốt. Câu 27. 3 hydrocarbon XYZ là đồng đẳng kế tiếp. XYZ đồng đẳng kế tiếp. Đồng đẳng kế tiếp là hơn kém nhau một nhóm CH2. Một nhóm CH2 nặng bao nhiêu kem nhỉ? 14. Vậy suy ra thằng Z hơn thằng X này là bằng 28. Vậy mình có này, phân tử khối của Z trừ phân tử khối của X thì bằng 28. Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Phân tử khối của Z bằng 2 lần phân tử khối của X. Suy ra MX bằng 14. Phải không? Sai rồi. MX, bấm máy tính đi. Bằng 28. MZ bằng 56. 28 mình nghĩ ngay đến anh C2H4. Và C2H4 thì nó phải là An, Ken. Tốt, thông minh đấy. Sáng nay mới học. Tốt, em xe lại về tường nhá. Xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream này nhá. Thầy biết là ở trên lớp của em đang học mấy cái phần này khó lắm, nên là thầy mới thực hiện live stream này để giúp đỡ cho các em. Hoàng Tấn, thế buổi sau thầy vẫn live stream về ăn kem, các em lưu ý nhé. 21:15 thứ sáu thầy lại live về ăn kem. Thế nhưng mà chắc là đi buổi live cuối cùng trước Tết thôi, còn lại là ra Tết thì mình bắt đầu học live nhé. Ra Tết thì thầy sẽ mở khóa live. Thấy chưa? Các em lưu ý nha. Khóa học live cho các em. Câu 28. Câu 28 câu cực kỳ hay đấy. Câu 28. 3,36 là 0,15 mol. Etan là C2H6. Ethylen là C2H4. Đi chậm qua dung dịch brom dư. Brom dư thì nó giữ lại thành C2H4. Vậy suy ra ta có M bình brom tăng chính bằng M của C2H4 và bằng 2,8 gam. Đến đây mình tìm được số mol của CH4 bằng 2,8 chia cho 28 bằng 0,1. Ngay lập tức mình tìm được số mol của C2H6 0,15 trừ 0,1 bằng 0,05. Thế là tìm được số mol của etan bằng 0,05 và số mol của CH4 bằng 0,1. Em thấy ngay dễ không? Dễ ợt. Đây thầy đang chữa này. Câu 29. 29 sang phần bài tập dễ ợt. Đúng không? Câu 29 này.
2,8 gam ankena CN H2N 2,8 gam làm mất màu và đủ dung dịch chứa brom 8/160. Các em bấm máy tính giúp thầy 8/160. Hình như bằng 0,05. Chúng ta lưu ý một điều. Số mol anken thì luôn bằng số mol brom phản ứng. Vậy ngay tức mình tìm được số mol của brom bằng 0,05. Suy ra được phân tử khối của anken thì bằng 2,8 chứ 0,05 bằng. Ui các em ơi, bấm máy tính giúp thầy với 2,8 chia 0,05 bằng bao nhiêu nhỉ? 56 chính bằng 12N cộng 2N bằng 14N, suy ra N bằng 4 đúng không? Nếu bằng 4 vậy thì anken nó chỉ có thể là C4H8 thôi các em nhỉ. C4H8 thì nó là gì? Bút hai đúng không? Bởi vì chỉ thu được một ancol nên nó phải là đối xứng nhất. Mình sang câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu số 30 nhá. Các em lưu ý nhá, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay câu số 30. 0,05 mol hydrocarbon X. 0,05 mol làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. 0,05. Mình thấy số mol X bằng số mol brom. Chứng tỏ X có công thức phân tử CnH2n. Đúng chưa? Thế là tạo thành CnH2n Br2. Brom đạt 69,56%. Từ đó ta có này. Br2 là 160 này. Phần này 12n cộng 2n cộng 160 thì bằng 69,56 chứ 100 thì bằng 0,6956. Vậy suy ra thì có 14n cộng 160 thì bằng 160 chia cho 0,6956 bằng 230. Thế thì tìm được n là 230 trừ đi 160 chia 14 bằng 5. N bằng 5 các em ạ. N bằng 5 thì chắc chắn là C5H10. N bằng 5. Đấy, chắc chắn là C5H10. Hello các em ơi, bây giờ cũng muộn rồi. Thầy cũng vừa mới đi dạy lớp óc về. Tối nay chúng mình tạm nghỉ tại đây. Và mình còn từ câu 30 đến câu 60 thì hẹn các em ra Tết mình quậy tiếp nhé. Các em lưu ý là theo dõi tài liệu thầy đăng liên tục trên fanpage này. Liên tục trên fanpage này. Và có thể đến gặp thầy trực tiếp tại Hà Nội này. Inbox này. Để thầy giúp đỡ các em về hữu cơ này. Bye bye. Hẹn gặp lại các em.